Rồi đây mang cái bình nhỉ. Đấy. Không thấy đường nữa. Rồi này mang bình này đi ấy à, đi sửa, không mang bình kia à? Bình này đúng rồi. Chưa được. Đây thao chiếc lái cho được nào. Lấy tiền hơi khó nhỉ. À, cái ống đông nhỏ này hay lủng nhá. Đâu đi rồi, đi chạy ra nó chạy đầu thì va chạm chứ nó mới lủng chứ bình thường nó đâu lủng đâu. Ừ. Chạy tay ra cho mày.